Không có sao đâu, bà của em thoáng lắm. Còn nếu như mà anh sợ thì mình biến cái chuyện này từ tình giả thành tình thật luôn đi. Tình giả thành thật hả? Là sao? Thì là từ giả thành thật á, anh chịu không? Kỳ Phước, thấy chưa, mình đoán không sai mà. Bích Hà bắt đầu tấn công Kỳ Phương rồi đây. Ủa Lan Trinh, tự nhiên em kêu anh rồi đứng hình luôn không nói gì hết trơn vậy? Em thấy anh thức khuya làm việc cho nên mang sữa cho anh nè. Cái gì? Em đem sữa cho anh hả? Em biết nào giờ anh có uống sữa đâu. Tự nhiên bữa nay em đem sữa cho anh, sao lạ vậy? Nè, nói gì đi. Là tổng biên kêu em làm vậy đó. Tổng biên nói là ráng chăm sóc cho Kỳ Phương của tổng biên, cho nên là anh uống sữa đi. Ờ vậy hả? Bài phóng sự đúng không? Để em viết cho. Cái gì? Em viết? Ừ, đúng rồi. Tổng biên nói là văn phòng của em với anh giống nhau. Chắc là tại mình thân nhau, mình gần nhau, mình hiểu nhau, cho nên giống nhau đó. Giống như hồi nào? Đúng rồi, anh nhớ buổi họp tổng biên có nói. Hình như hai người có vẻ bận rộn quá ha. Chắc em phải đi về phòng ngủ thôi. Ừ, đúng rồi đó. Em về ngủ sớm đi cho đẹp da. Tụi chuyện thức khuya với nhau quen rồi. Em thức khuya hoài mà da em vẫn đẹp đó thôi. Tại vì em ăn trái cây nhiều mà. Anh Kỳ Phương, đây là trái cây mà em làm đặc biệt riêng cho anh thôi. Em không muốn người khác ăn cùng. Kỳ Phương, anh ăn một miếng nữa đi. Em gọt cho anh đó. Em về phòng ngủ nha. Anh uống đi. Cái gì? Uống sữa thiệt hả? Thôi, ăn ổi, uống sữa, dễ đau bụng lắm á. Em lỡ làm rồi mà. Uống đi.